Chào quý khách đã đến với shop Mua Sắm Lớt và Điện Máy Số nha. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về các sản phẩm sữa chúng tôi shop đang bán trên thị trường hôm nay. Chúng ta có sữa Daily màu xanh nha. Loại này loại đặc biệt rất chi là ngon, trọng lượng 380g, có nút khui giống lon bia, rất tiện lợi. Và đây là Dairy màu vàng nhé. Dòng này thì lại không có khui. Và loại này là loại Dairy Gem, loại 500g, có khui, giống như khui lon bia đấy. Sữa đặc rất ngon và dùng cho pha chế nhé, và ăn uống như bánh mì. Và loại đặc biệt là loại trọng lượng 1kg, có đậm đặc, sữa dùng cho pha chế cà phê. Đặc biệt là có cái nắp nhựa, khi chúng ta khui lon ra chúng ta có thể nắp lại và không có bị kiến vào. Rồi ok, rất hân hạnh được phục vụ quý khách liên lạc với shop qua số hotline 0901656888 hoặc 0981811838 nhé. Chúng tôi ship hàng và giao hàng tận nơi trên toàn quốc cho quý khách nhé. Sản phẩm chất lượng, đắt dài, đặc biệt giá sỉ cho quý khách nhé.